trong chương trình, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn cuối cùng của phần đầu tiên, phần biểu diễn, với sự xuất hiện của nhóm IVS, và họ sẽ có một sự kết hợp hết sức bất ngờ cùng với nữ ca sĩ Hải Yến, Idol. Hi, xin chào các em của IVS. Và trong vòng bán kết này thì chị đang có một món quà cũng như là một thử thách, chị nghĩ là thử thách dành tặng cho các em, đó chính là gì? Thể hiện một bài võ thuật trên nền nhạc của ca khúc Đã Hơn Một Lần, sáng tác của Tăng Nhật Tuệ. Nhưng mà trước khi các em thể hiện thì chị phải bật mí nhé, bởi vì đây là một cái ca khúc mà có lẽ là ghi dấu cái tên Nguyễn Hải Yến với khán giả rất nhiều. Bên cạnh đó thì nó cũng đã là cả một chặng đường của chị, nó cũng nói rất là nhiều những cái nỗi niềm của bản thân chị. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ thể hiện tốt cái phần thể hiện của mình trên nền nhạc này. Và chị cũng sẽ hứa với các em một điều rằng là chị cũng sẽ thể hiện tốt phần của mình để cho các em có động lực làm tốt cái phần trình diễn của chúng ta ở trên sân khấu. Và mong rằng là tiết mục sẽ thành công tốt đẹp. Ở vòng năm này thì cái thử thách của chúng em là phải hợp tác cùng với ca sĩ. Và ca sĩ mà chúng em may mắn được hợp tác đó chính là chị Hải Yến Idol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ca khúc mà chúng em được biểu diễn lần này là ca khúc Đã Hơn Một Lần. Thì chúng em cũng đã thấy là giữa chị và chúng em có những điểm rất là tương đồng. Chị đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được thành công. Khuyên lại muốn đem tới một cái cảm giác mới, một cái bài mới, nhưng với một câu chuyện thật. Thật là ở đâu? Là ở IVS, những chàng trai đứng sau lưng Khuyên. Ê! Lật bài ra kìa. Có những lần chúng em đã muốn từ bỏ nó. Ê! Muốn buồn xuôi rồi đây, phải mắt có lúc muốn khép. Nhưng do đoàn kết giữa nhóm và sự đam mê võ thuật đã kéo chúng em quay trở lại. Và chúng em sẽ cố gắng để đền đáp lại cái sự mong đợi đó. Ai biết? Không mệt mỏi, không mệt mỏi. Chúng tôi, những đứa trẻ cá biệt, được sinh ra là một người bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Chúng tôi được nuôi dạy bình thường, học hành bình thường và lớn lên bình thường. Nhưng vì một lẽ nào đó, mỗi người trong chúng tôi đã bước đi những bước đi sai lệch. Suy nghĩ, hành động không đúng đắn so với những người ở trong xã hội này. Rồi chúng tôi được đưa về đây, sống cùng nhau. Từ đó, chúng tôi là những tấm gương phản chiếu lẫn cho nhau nhận ra những lỗi lầm của mình. Từng ngày, chúng tôi cố gắng học tập, rèn luyện để lấy lại cái nhìn thiện cảm của bao người, để chúng tôi trở lại là những người bình thường sống có nghĩa. Và trong quá trình ấy, có nước mắt, có mồ hôi, có những ngày nản lòng bất cần vì cảm thấy con đường phía trước thật quá khó khăn và lòng tin con người thật xa vời. Nice. Lúc ấy, bản năng trong chúng tôi cho phép mình buông bỏ những ước mơ, tương lai, hoài bão, cuộc sống, gia đình, cha mẹ, bạn bè, hy vọng, mọi thứ cứ bước cùng từng ngày. Chúng tôi bên cạnh, động viên lẫn nhau và chúng tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không có lỗi lầm nào là mãi mãi nếu chúng ta biết nhận ra, sửa chữa. Không có sự bắt đầu nào là quá muộn nếu bản thân chúng ta có quyết tâm và can đảm. Ngày hôm nay, chúng tôi ở đây, và ngày mai, rồi cả tương lai nữa, chúng tôi sẽ đứng ở một nơi nào đó trên thế giới này, trong xã hội này, và tự hào dù đã đi lệch hướng, đã từng sai lầm, nhưng chúng tôi biết sửa chữa và đứng dậy. Đã hơn một lần bóng tôi tới gần, và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại, đoạn đường sao quá dài. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi sinh ra.
giờ chẳng cần biết lý do, không đắn đo, mà vẫn còn mãi mãi mong cuộc đời, mà vẫn còn mãi mãi mong cuộc đời, bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nắm tôi bay lên, chẳng vào đời gọi đúng ước mơ, vì nó đúng ước mơ, vì nó mất tôi cũng đã rồi, chẳng phải cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mơ. Chắc hẳn ngày đó không chỉ riêng gì bản thân mà cả những người thân, gia đình của chúng tôi sẽ mỉm cười nhẹ lòng, hài lòng về con cái của họ. Dù đã hơn một lần tôi cảm thấy mình bất tài, vô dụng và không thể quay đầu, nhưng cũng đã hơn một lần chúng tôi đã nỗ lực thay đổi chính bản thân mình, rồi tất cả sẽ tốt đẹp, đúng không? Mà ngày hôm nay đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc và chị vừa kể lại một câu chuyện cũng như là hát, thì cái trải nghiệm này đã mang lại những điều gì thú vị dành cho chị ạ? Đến ngày hôm nay khi mà bắt đầu chương trình bấm máy quay ấy, thì Yến mới thú thực với cả các em trong nhóm là bản thân chị cũng đã có những cái quãng thời gian giống như các em, nhưng chị may mắn hơn là bởi vì có lẽ là chị là con gái, chứ nếu không là bố mẹ cũng sẽ đưa chị về ở cùng với các em. Khi chúng ta mà trải qua được tất cả những cái thực tế là chúng ta có những lỗi lầm, chúng ta là những đứa trẻ, có thể vào thời điểm này chưa phải những đứa trẻ ngoan, nhưng cái điều quan trọng nhất là gì? Là chúng ta nhìn thấy được ra điều đó vào đúng cái thời điểm kịp thời. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Xin cảm ơn chị đã đến hỗ trợ cho nhóm IBS rất nhiều ạ. Rất là nhiều cảm xúc và nhiều cái sự đồng cảm đối với cái tiết mục của các bạn. Nó có một cái gì đó nó rất là mạnh mẽ, có cái gì đó nó rất là riêng tư, có gì cá tính, có một cái gì đó nó ở trong người mà nó muốn bùng nổ. Thì anh thật sự là anh rất là đồng cảm với tiết mục của tụi em, và anh cũng rất là khâm phục với cái khả năng của tụi em. Thật sự một tiết mục vừa hay, vừa cảm xúc và vừa đồng cảm. Chúc mừng các em. Mình không tìm ra một cái lỗi nào để mà khiến mình phải suy nghĩ là các bạn có cái nào mà để mình thấy là nó thiếu không. Ở cái này á, là ngoài những cái cách mà các bạn kể câu chuyện ra thì cái câu chuyện nó rất là truyền cảm hứng, nó khiến cho người xem hiểu các bạn nhiều hơn. Mình rất là thích trang phục của các bạn, và kể cả cái cách mà trang phục của các bạn với trang phục của ca sĩ nó rất là match. Ca sĩ vẫn tỏa sáng theo cách của ca sĩ và các bạn vẫn tỏa sáng theo cách của các bạn. Đó là một cái kết hợp rất là thành công và mình thấy tiết mục này rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú ạ. Xin mời anh Trang Huy. Cái hay trong đây, tại cái này cũng là một cái thật trong lòng của các em. Và đó là sao lúc tụi em làm cái bài này nó rất là tự nhiên và nó rất là thật. Cái khó trong cái bài này, cái độ khó nó rất là cao. Đầu tiên mình không có nhạc, mình chỉ có cái hít thở và cái lời thoại của ca sĩ. Nhưng cái sự kết hợp của các em giống mấy anh em ruột luôn, một gia đình. Tụi em hiểu nhau, tụi em biết tất cả mọi thứ, mỗi bước, mỗi động tác, lúc nào người anh này hay người em này sẽ làm. Rất là tuyệt vời. Và không phải chỉ là cái lần này mà mỗi lần tụi em xuất hiện trên sân khấu anh rất là ngạc nhiên. Yeah. Không phải chỉ là về cái câu chuyện của các em, nhưng mà tụi em luôn luôn, mỗi ngày, mỗi tuần tụi em sẽ thành công hơn và mạnh hơn, thông minh hơn, tuyệt vời hơn. Ai cho tụi em phép giỏi như vậy vậy? Xong. Xin cảm ơn giám khảo John Huy Trần và giám khảo Gemma. Quá là tuyệt vời. Mình như là Minh Tú đã nói, mình không có gì để nói luôn á.
mà không biết tại sao mình đang cảm động giống như mức rơi nước mắt luôn á, không biết tại sao. Nhưng mà trong cái phút đó, giây đó mình giống như là cảm nhận được những cái khó khăn mà những cái đáng thương hay những cái như là những cái gì mà các bạn đã trải qua để làm được cái bài quá là hay. Mình rất là cảm động, mình thấy rất là... Mà anh muốn biết cái về các em, lúc tụi em tham gia cái chương trình này, cảm giác của các em, tụi em có cảm nhận một cái điều như vậy không? Là mình có một cái gì đặc biệt hơn với nhau không? Cái sự gắn bó hơn giữa đội chúng em là chắc chắn là có ạ. Và ở vòng năm này thì chúng em phải biểu diễn là ca khúc Đã Hơn Một Lần của chị Hải Yến á. Thì cũng may mắn là chúng em cảm thấy là nó rất giống với lại cá tính và tính cách trong con người của chúng em. Từ trước khi vô trường đến khi mà chúng em được tiếp cận với lại Vô Vi Nam, và nhiều lần thì chúng em đã muốn từ bỏ nó vì nó quá mệt và quá khó. Và hiện tại thì chúng em đang ở trên chương trình Đấu Trường Võ Nhạc này, và chúng em đã thể hiện tất cả những cái đấy ở bài này bằng những cái cảm xúc và những hành động thực sự của chúng em. Xin được cảm ơn những lời khen của giám khảo Gemma Nguyễn cũng như là ba vị giám khảo còn lại. Và bây giờ xin mời cả bốn vị giám khảo sẽ cho điểm nhóm IVS. Cảm ơn nhóm IVS. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần công bố kết quả nhé.